Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi trang truyền hình cơ sở của huyện Yên Châu phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Mở đầu trang cơ sở ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi gương nữ bí thư chi bộ gương mẫu đi đầu. Tiếp đó là phóng sự Yên Châu đẩy mạnh các giải pháp tiêu thụ sản phẩm nhãn năm 2021. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau, những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu đã nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu do đảng viên làm chủ. Trong đó, chị Nguyễn Thị Thương, bí thư chi bộ bản Nong Đúc, xã Lóng Phiêng là một gương điển hình tiên tiến như vậy. Sinh năm 1983 ở bản Nong Đúc, xã Lóng Phiêng, là một trong những bí thư chi bộ trẻ của đảng bộ xã. Chị Thương rất năng nổ tham gia các hoạt động tập thể, phong trào của địa phương cũng như của bản. Cuối năm 2020, chị Thương được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ bản Nong Đúc. Chị Thương chia sẻ, đây là vinh dự nhưng cũng là một áp lực lớn và cũng là động lực để chị phấn đấu rèn luyện bản thân. Bên cạnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ cấp trên, chị đã tìm hiểu, nắm rõ các nguyên tắc, điều lệ đảng, nhiệm vụ của người bí thư chi bộ để thực hiện tốt trọng trách, dân tin, đảng cử. Bản Nong Đúc hiện có 80 hộ dân, hơn 370 nhân khẩu, với 4 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, gần 90% bà con là dân tộc thiểu số. Được sự quan tâm của đảng, nhà nước, đời sống của bà con trong bản đã có nhiều đổi thay, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Năm 2019, số hộ nghèo của bản có 53 hộ, chiếm 53%. Chăn trở với cái nghèo của bản, chị Thương đã cùng với cấp ủy, ban quản lý bản tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy vai trò của người đứng đầu, chị Thương đã bàn bạc với gia đình chuyển đổi toàn bộ đất nương kém hiệu quả của nhà mình sang trồng cây ăn quả. Đến nay gia đình chị đã có 4 hecta mận và 6 hecta nhãn với sản lượng niên vụ 2021 thu hoạch được 25 tấn mận và ước được 7 tấn nhãn. Với diện tích vườn cây ăn quả của gia đình đã tạo việc làm cho từ 5 đến 6 lao động thời vụ địa phương trong thời gian từ 4 đến 6 tháng, mức thu nhập trung bình từ 3 đến 4 triệu đồng trên tháng. Hàng năm sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình chị thu nhập khoảng 200 triệu đồng. Bản thân tôi luôn luôn học hỏi các đồng chí bí thư chi bộ của những khóa trước, luôn là gương mẫu trong bản và cùng bà con nhân dân trong bản tuyên truyền với bà con nhân dân mà chuyển đổi cơ cấu cây trồng, diện tích từ đất cái đất trồng cây ngắn ngày ví dụ như là cây ngô thì là bà con nhân dân đã chuyển sang trồng cây ăn quả, bà con nhân dân cũng luôn đồng tình ủng hộ, thì bản thân tôi cũng luôn gương mẫu và đi đầu, nói đi đôi với làm. Phát huy vai trò trách nhiệm của một bí thư chi bộ, chị Thương tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm cho bà con nhân dân trong việc trồng, chăm sóc cây ăn quả, góp phần không nhỏ trong công cuộc xóa đói giảm nghèo ở bản vùng cao Nong Đúc. Đến nay, tổng diện tích cây ăn quả của bản có 64 hecta, chiếm trên 50% diện tích đất canh tác của bản. Trong đó, diện tích cho thu hoạch 30 hecta với sản lượng quả các loại ước đạt 125 tấn. Mấy năm trở lại gần đây, nói chung là về được cái tuyên truyền vận động của cấp ủy chi bộ, đặc biệt nhất là của đồng chí bí thư chi bộ đã tuyên truyền vận động bà con nhân dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi, như bà con nhân dân cũng thực hiện theo cái chủ trương đó và cũng đã chuyển, bây giờ là đại đa số bà con nhân dân là đã chuyển sang những cái trồng cây ăn quả có giá trị cao. Của nhà thì có gần chục hecta thì đến giờ là gia đình cũng đã chuyển sang hết các loại cây ăn quả. Nếu nhãn thì năm nay dự kiến khoảng tầm 40 tấn. Để bà con nghe, tin và làm theo, trên cương vị là bí thư chi bộ, ngoài việc tiên phong trong phát triển kinh tế, chị Thương đều dành thời gian đến từng nhà, tuyên truyền chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thăm hỏi động viên bà con giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ những hủ tục, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, tập trung chăm lo phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
đặc biệt trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Không chỉ có 12 hộ dân đảng viên trong chi bộ, mà toàn thể 80 hộ dân của bản đều trách nhiệm, nhiệt tình tham gia. Để xây dựng nhà văn hóa bản, chị và các đảng viên trong chi bộ đã đến từng hộ tuyên truyền, vận động đóng góp kinh phí để xây dựng nhà văn hóa. Cuối năm 2020, nhà văn hóa của bản được khánh thành với tổng kinh phí thực hiện hơn 700 triệu đồng. Trong đó, bà con nhân dân trong bản đóng góp 75 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo của bản năm 2020 còn 40 hộ, giảm 13 hộ so với năm 2019. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định. Qua bình xét hàng năm, nhiều hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Những thành quả này đều gắn với vai trò của bí thư chi bộ Nguyễn Thị Thương. Là một bản là 4 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đây là một cái khó khăn rất của đồng chí, nhưng mà đồng chí rất là cố gắng và đồng chí cũng luôn luôn làm sao để cùng với nhân dân phát triển kinh tế, sau đó giảm nghèo. Tuy những việc làm của chị Thương không quá lớn lao, nhưng với cương vị là bí thư chi bộ của một trong những bản đặc biệt khó khăn của xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, chị đã luôn gương mẫu đi đầu, tạo tiền đề để bà con trong bản noi theo, giúp người dân từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay huyện Yên Châu có trên 10.350 hectare cây ăn quả, trong đó nhãn 2.165 hectare. Với sản lượng dự kiến năm nay, ước thu hoạch trên 15.000 tấn quả. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khiến nông dân canh tác nhãn trên địa bàn huyện lo lắng khi chuẩn bị thu hoạch rộ. Trước thực tế khó khăn này, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn đã đưa ra giải pháp để tiêu thụ, góp phần giúp nông dân yên tâm vừa sản xuất, vừa đảm bảo phòng chống dịch. Gia đình ông Nguyễn Văn Hành ở bản Hua Đán, xã Tú Nang, huyện Yên Châu là một trong những hộ dân gắn bó với cây nhãn khá lâu. Với hơn 6 hectare nhãn được trồng cách đây hơn 30 năm, nhiều năm qua đã mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình ông. Ông Nguyễn Văn Hành cho hay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dù giá cả trong 2 năm gần đây không ổn định, nhưng nhãn vẫn là loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất so với các loại cây khác như ngô, sắn. Vì vậy, hộ trồng nhãn như gia đình ông luôn tìm cách để nâng cao năng suất và chất lượng của cây nhãn. Diện tích nhà tôi thì nó khoảng 6 hectare. Thu hoạch thường thường như năm ngoái thì nó khoảng 130 tấn. Thì năm nay thì có thể nó đạt hơn. Còn gia đình ở đây và các thành viên trong hợp tác xã chỉ mong muốn là các cấp chính quyền, cấp ủy nên làm sao để có phương án để tiêu thụ cho bà con ở đây. Hợp tác xã Thanh Sơn, bản Hua Đán, xã Tú Nang, huyện Yên Châu hiện có khoảng 100 hectare diện tích trồng cây ăn quả. Trong đó, diện tích nhãn cho thu hoạch của hợp tác xã là 90 hectare. Sản lượng nhãn dự kiến năm 2021 trên 1.000 tấn. Nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tiêu thụ nhãn sẽ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các thành viên trong hợp tác xã tập trung sang canh tác theo hướng hữu cơ, đồng thời chủ động liên hệ lại các mối lái doanh nghiệp nhằm tạo đầu ra cho các thành viên. Qua canh tác đã cho thấy nhiều lợi ích so với chăm sóc vô cơ như quả nhãn to hơn, lượng đường nhiều. Trong giai đoạn hiện nay, khi dịch COVID-19 đã khiến nhiều loại nông sản khác khó khăn trong việc tiêu thụ. Ông Nguyễn Văn Thuật, giám đốc hợp tác xã Thanh Sơn, bản Hua Đán, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, vẫn tự tin vì chất lượng quả nhãn trồng theo hướng hữu cơ của hợp tác xã sẽ được nhiều nơi thu mua. Năm 2021 này, hợp tác cũng có khoảng hơn 1.000 tấn nông sản nhãn. Chất lượng cao, quả chất lượng kích cỡ quả thì đẹp, độ đường thì quá cao luôn, cực ngọt luôn. Bây giờ hợp tác xã cũng đang liên kết mấy cái tiểu thương ở Lạng Sơn, trong chợ Vinh, chợ Thanh Hóa, rồi chợ Long Biên. Thì cũng đang có mấy cái đầu mối, thương lái cũng đang nên để thu hái. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhận thấy nông sản của bà con trên địa bàn làm ra tiêu thụ khó khăn, anh Khuất Thanh Bình, chủ cơ sở chế biến nông sản ở xã Trường Hạc đã đứng ra làm đầu mối thu mua nhãn của bà con nông dân trên địa bàn để sơ chế làm nong nhãn. Qua đó, đảm bảo đầu ra ổn định, tránh tình trạng thương lái ép giá. Cuối năm 2020, anh Bình đã đầu tư hơn 500 triệu đồng để đầu tư trang thiết bị, máy móc xây dựng lò sấy làm nong nhãn. Hiện nay, cơ sở của gia đình anh đang thu mua nhãn tươi
với giá 6.000 đồng 1 kg. Bình quân một ngày, gia đình anh thu mua từ 7 đến 8 tấn quả. Qua đó, vừa góp phần tiêu thụ nhãn cho bà con, vừa giải quyết việc làm thời vụ cho công nhân trên địa bàn, có thu nhập từ 100 đến 200.000 đồng một người trong một ngày. Từ ngày 25 tháng 7 đến nay, cơ sở đã sản xuất được từ 7 đến 8 tấn lòng nhãn, với giá lòng nhãn loại 1 là 125.000 đồng 1 kg. Để thu mua nhãn nhiều nhất có thể cho người dân, cũng như kéo dài thời vụ sấy lòng, gia đình anh đã đầu tư mua container lạnh để bảo quản nhãn tươi. Sau khi kết thúc vụ thu hoạch nhãn, thì gia đình vẫn còn đủ nhãn quả để cho lò sấy tiếp tục hoạt động 2 tháng sau. Nhờ đó đã kéo dài thời vụ sấy lòng, tránh tình trạng dồn ép quá công suất khi vào chính vụ thu hoạch nhãn và có sản phẩm lòng nhãn chất lượng cung cấp thường xuyên liên tục cho thị trường trong và ngoài nước. Cuối năm ngoái, gia đình tôi là đầu tư vào cái xưởng chế biến nông sản này. Thực tế đi vào công việc thì thực sự ra nó có rất nhiều cái bất cập, nhưng mà cũng, gia đình là cũng cố gắng để giải quyết cái khâu đầu tiên là cái nhân lực. Nên là mình mất nhiều thời gian để dạy và tập. Hiện nay thì bà con cũng đã sấy được. À, trong thời gian này thì tôi nhận thấy là mình đi đúng hướng, đầu tư đúng hướng, là mình có thu nhập cho gia đình và cũng mang lại cái công việc ổn định cho người dân ở trong xã này. Hiện nay diện tích nhãn trên địa bàn huyện bắt đầu cho thu hoạch. Mặc dù giá nhãn đầu vụ hiện nay vẫn đang ở mức tốt, nhưng nông dân vẫn khá lo lắng. Nhằm tìm ra các giải pháp tiêu thụ nông sản cho bà con nhân dân trên địa bàn, mới đây Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị trực tuyến tới các xã thị trấn, các hợp tác xã, các hộ thu mua nông sản trên địa bàn huyện nhằm đánh giá công tác liên kết, bàn về công tác tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện năm 2021. Lường trước những khó khăn về tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch bệnh, ngay từ đầu năm, ngành nông nghiệp huyện đã phối hợp chỉ đạo các địa phương trong huyện vận động nhân dân trồng, chăm sóc nông sản an toàn, chất lượng, tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hướng hữu cơ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đó tăng uy tín sức cạnh tranh của nông sản huyện trên thị trường, đưa nông sản của huyện nhà vào các siêu thị, trung tâm nông sản, các hệ thống cửa hàng nông sản cao cấp. Bên cạnh đó, thúc đẩy tiêu thụ qua hệ thống chợ thương mại điện tử trên các kênh phân phối hiện đại. Để có cơ sở xây dựng cái kế hoạch tiêu thụ và xuất khẩu hạt nhãn, Ủy ban huyện đã có văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn thống kê đầy đủ chính xác số lượng và dự kiến sản lượng trên cái đơn vị diện tích của từng xã, tham gia các cái chuỗi quảng bá, xúc tiến và thương mại tiêu thụ xuất khẩu của năm 2021, chủ động mời các doanh nghiệp đã có mối liên hệ cũng như tiêu thụ sản phẩm từ những năm trước đây, cũng như đối với lại các cái hệ thống siêu thị và kết nối rồi tiêu thụ sản phẩm nhãn trên địa bàn huyện. Trong cái bối cảnh dịch bệnh thì huyện đã chủ động bố trí trưng tập riêng một cái nhà nghỉ để bố trí ăn nghỉ cho các chủ phương tiện cũng như là các thương lái đến thu mua sản phẩm nhãn trên địa bàn huyện, và đồng thời là triển khai thực hiện tốt cái việc cấp thẻ nhận diện phương tiện cũng như là phân luồng xanh đối với lại các cái tỉnh thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trước tình hình thực tế chung là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc tiêu thụ các mặt hàng nông sản của tỉnh Sơn La, trong đó có huyện Yên Châu, gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là cây ăn quả. Nhằm giúp người dân trồng nhãn tiêu thụ được số lượng nhãn sau thu hoạch, cùng với sự vào cuộc của các cơ quan quản lý nhà nước và sự chủ động của các hợp tác xã trong hoạt động liên kết, tìm kiếm đối tác mới, kết nối thêm thị trường tiêu thụ, nhất là niên vụ nhãn năm nay sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra, nâng cao giá trị sản xuất, thu nhập ổn định cho nông dân, nhất là trong giai đoạn khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Phóng sự vừa rồi đã khép lại trang cơ sở của huyện Yên Châu phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong trang cơ sở sau.